Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Anh Dũng và lãnh đạo Hội khuyến học, cựu giáo chức huyện, đại diện câu lạc bộ Gốp Lam Hồng Nghi Xuân đã đến động viên, trao số tiền 104 triệu đồng hỗ trợ em Võ Thị Châu Loan, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ. Dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, gia đình là hộ nghèo suốt 25 năm. Nhà có 5 người thì 3 người bị tàn tật không thể đi lại. Nhưng vượt qua hoàn cảnh, Châu Loan đã nỗ lực vươn lên trong suốt 12 năm học, trở thành tấm gương sáng của trường. Đây là điều rất đáng khâm phục. Đồng chí Phan Tấn Linh mong muốn em Loan tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt. Trước mắt, tập trung cao cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý sắp tới, đồng thời đề nghị các ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình trong cuộc sống.